Đây trước mặt các bác đây chính là cây tắc kè đá, nó mọc ra từ cái một cái mỏm đá này. Đây các bác sẽ thấy cái lá của nó nhé, cái lá của nó mọc đối xứng đây, rất rất là dài. Nó sẽ mọc ra từ một cái mỏm đá như này. Ở dưới này là một cái dòng suối. Đây nha các bác. Nó sẽ mọc ra từ một cái mỏm đá như này các bác ạ. Người ta gọi nó là tắc kè đá. Nó sẽ mọc từng ụ như này các bác ạ. Bây giờ mình sẽ dùng con dao cắt nó ra một chút và giới thiệu cho các bác. Đây ạ, các bác. Mình đã cắt ra một ít và lấy xuống dưới cái dòng suối này để giới thiệu cho các bác đây. Ở trên kia thì mình ngước đầu lên mỏi hết cổ. Ở trên kia thì mình ngẩng đầu lên mỏi cổ lắm các bác ạ. Mình đã chặt xuống để tiện giới thiệu cho các bác. Đây ạ. Bác nào cần thì em có thể ship hàng cho các bác. Đây ạ. Đây nhá. Củ nó rất là to. Bây giờ em sẽ rửa sạch nó đi. Bây giờ bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cái cây tắc kè đá này nhé. Tắc kè đá này thì có lá nó mọc đối xứng các bác có thể nhìn thấy. Đây chính là một cái lá của nó dài khoảng 1,5 m. Đây cái lá này nó dài khoảng 1,5 m. Ở cái cuống lá nó rất là cứng. Cuống lá nó đây rất là cứng. Rồi còn cái củ của nó có màu trắng trắng này và nó có rất là cái rễ đây hay là cái gì đây mình không biết là cái gì, gọi là rễ đi, rễ của nó mọc ra xung quanh cái củ nó đây. Mình xin được rửa sạch đi để cho các bác để tiện mình xin được rửa sạch đi để tiện cho các bác cùng xem ạ. Mình xin được rửa sạch đi để cho bác xem rõ hơn về cái củ tắc kè đá này. Đây đây nha các bác. Đây là một cái củ mình đã rửa sạch đi. Nó sẽ có màu trắng như này. Đấy, củ nó màu trắng như này và dính một ít rêu, ít rễ của nó. Công dụng của nó các bác hãy lên Google tìm kiếm những cái bài viết về cái cây tắc kè đá, hay các bác có thể đọc ở dưới phần mô tả video này. Em sẽ lên trên Google copy một cái đoạn giới thiệu về cái cây tắc kè đá để dưới phần mô tả nhé. Bây giờ em sẽ thử cắn một cái xem nó có vị gì. Các bạn mình không thể nói nên lời các bạn ạ. Cực kỳ đắng. Nó có nhiều nước nhưng mà đắng cực kỳ luôn. Đây vết cắn của em này, vết răng này. Đắng cực kỳ. Bây giờ miệng không dám khép vào, đắng lắm các bạn. Ôi. Mình không ngờ là nó đắng đến mức độ như vậy. Ôi. Chắc là mình sẽ không lấy đâu.
Đây mình sẽ quay lại cho các bác xem cái cây này nó to như thế nào. Rất là to. Cây này nếu mà lấy hết nó sẽ được vào khoảng tầm 10 đến 15 cân. Rất là to. Mọc ra từ một cái mỏm đá này. Các bác hãy chia sẻ video này để cho nhiều người cũng biết về cái cây này. Và rồi em xin được chào tất cả các bác ở đây.